Phật Pháp ứng dụng. Chúng ta được mời đến từ xa, còn thầy với các vị quen quá, rao tới rao lui hoài thấy ngại. Đó lạ gì. Cho nên là mình chỉ đơn giản rồi mình niệm Phật rồi mình học vậy thôi, cũng không cần chuông trống gì chi mất công rườm rà. Thì tùy theo lúc, nếu mà lúc chúng ta ví dụ như những cái pháp hội hoặc những cái nơi mà gọi là tổ chức cái này kia trang trọng, còn chúng ta học định kỳ hàng tháng thì việc đó cũng không cần thiết lắm. Thì bây giờ chúng ta hôm nay chúng ta học tiếp cái phần còn lại. Những phần còn lại này Đức Phật dạy một cách cô động rất là hay. Câu thứ 38 Phật dạy: người tâm không an định, không hiểu biết chánh pháp, lòng tin không kiên cố thì trí tuệ khó thành. Cái câu này trí tuệ khó thành, nó giống như là khó thành tựu được tuệ giác đó. Chúng ta phải hiểu như vậy. Khi chúng ta đọc câu này, chúng ta có một cái khái niệm gì về vấn đề điều phục tâm trong lòng chúng ta không? Ví dụ bây giờ các vị đọc: tâm không an định, không hiểu biết chánh pháp, lòng tin không kiên cố thì trí tuệ khó thành. Xin thưa các vị, cái này nó làm cho chúng ta hiểu biết về cái cách điều phục tâm. Bây giờ chúng ta học Phật Pháp, phần lớn chúng ta tu tập phước báo, chúng ta lấy thân xác, chúng ta lấy tiền bạc, chúng ta lấy hành lễ, để chúng ta lấy cái đó để làm công đức cho việc tu tập thì chúng ta thường gặp. Nhưng mà để gọi là điều phục tâm, để cho trí tuệ được tỏ sáng, là cái này chúng ta ít bao giờ biết, nhận thức và vận dụng. Bây giờ thầy ví dụ cho các vị: tại sao lòng con người lại khó phát sanh trí tuệ? Tại sao con người lại dễ bị dao động như những cái câu kinh ở phía trước Đức Phật dạy? Tại vì chúng ta chưa có tập chánh niệm mà tự tập làm chủ tâm mình. Và vì vậy cho nên con người chúng ta không có sáng suốt, suy nghĩ một cách cực đoan và tiêu cực. Bây giờ thầy ví dụ nè, giữa một cái tâm định tĩnh và sáng suốt và một cái tâm dao động, nó cũng giống như ngọn đèn. Ở đây trong đời chúng ta ai đã từng xài đèn dầu đâu, đưa tay lên đây. Dĩ nhiên trong quá khứ phần lớn chúng ta đã từng xài đèn dầu. Đèn điện thì không nói rồi, nhưng mà ngày xưa chúng ta xài đèn dầu, nó có một cái cái này giống cái tim đèn nè. Ví dụ đèn vậy ha, nó tim đèn vậy, rồi ở bên ngoài nó có cái ống khói nó chụp vô vậy. Đây là cái cách để chúng ta vận dụng. Nếu cái ánh đèn này mà bị gió thổi mà cái ngọn đèn này nó chao hoài thì sao? Nó không có sáng được, nó cũng cháy như vậy. Nhưng mà thật ra mà nói, cái gió nó thổi, cái ánh đèn nó chao hoài thì nó không sáng được.
Vì vậy cái người người ta phải nghĩ thêm cách là làm cái ống khói chụp vào. Để chi vậy? Để ngăn cái tác động của gió, để cho ánh sáng này nó phát ra cái khả năng sáng tối đa. Nhưng mà cái ống khói đó nếu bị đóng khói quá thì sao? Cũng có lu mờ, cũng không có phát sáng được. Cho nên ở đó người ta hay gọi là cái ánh sáng tuệ giác, nó đòi hỏi với cái gương phải được lau chùi cho sạch sẽ. Thì con người chúng ta đó, cái tâm chúng ta cũng giống như ngọn đèn như thế. Nếu chúng ta để bị tác động từ nhiều hướng, lòng chúng ta đảo điên, thì dĩ nhiên con người chúng ta sẽ không tư duy được một cái gì sâu sắc và sẽ không làm chủ được mình, thì rất dễ bị lừa đảo, hay là rất dễ bị suy nghĩ nó không đến nơi đến chốn chính chắn. Cũng vậy, chúng ta tập làm chủ tâm, có nghĩa là làm sao ngăn cản được tất cả các gió từ bên ngoài vào, từ tác động bên ngoài, để làm sao giữ được ngọn đèn nó đứng nó thẳng, để nó phát sáng hết tác dụng của nó. Thì con người chúng ta cũng vậy. Tất cả những gió của trần cảnh, từ nhâm dục, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, từ sáu đối tượng này nó tác động vào: mắt thì thấy sắc, mũi ngửi mùi, tai nghe tiếng, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và đầu óc tư duy. Tất cả những cái này nó làm cho chúng ta giống như các ngọn gió nó thổi, nó làm cho cái ngọn đèn không ổn định. Cũng vậy, tất cả các giác quan khi nghe, nhìn, ngửi, thấy, nói, xúc chạm mà chúng ta bị tác động bên ngoài, thì đầu chúng ta sẽ bị dao động cũng như ngọn đèn mà bị gió vậy đó. Vì vậy, làm thế nào để giúp cho ngọn đèn này đứng vững, để nó phát khả năng tác dụng của nó là tỏa sáng hết mực, thì chỉ có cái điều chúng ta làm sao chúng ta làm cho các giác quan cho chúng ta hạn chế cái phần tác động từ môi trường bên ngoài. Đây là điều vô cùng quan trọng. Các vị nên nhớ là thầy thấy là các vị đi nơi các cái nơi du lịch á, người bán cái quà gọi là quà tặng, quà lưu niệm á, các vị có khi nào mà các vị thấy ba con khỉ mà một con á thì nó như vậy, một con thì nó như vậy, một con cũng có không? Có thấy ba con khỉ đâu? Có ai mua về trưng chơi chưa? Cái biểu tượng vô cùng hay, hay dữ lắm luôn á. Tại sao ba con khỉ đó mà nó ngồi, một con phải bịt mắt, con phải bịt tai, con phải bịt cái miệng? Các vị biết là mắt thấy, tai nghe và miệng nói, đây là những nơi để tạo sự dao động và quan trái trong cuộc đời rất là nhiều. Nếu chúng ta không có được một sự làm chủ lấy chính mình, thì tai nghe, mắt thấy, miệng nói này nó làm cho chúng ta đảo điên chưa từng có, và bản thân của chúng ta cũng làm người khác đảo điên chưa từng có. Vì vậy cái cách thức đó người ta biểu hiện cái gì? Tìm cách nào để ngăn ngại tất cả những cái tác động từ ngoài vào để làm chủ được tâm. Cho nên có một vị đệ tử hỏi thiền sư như thế này: bạch thầy, thế nào là giải thoát? Thì vị thầy trả lời một câu rất là đơn giản: giải thoát có nghĩa là sáu căn không dính với sáu trần là giải thoát. Vậy sáu căn ở đây là gì? Các vị từng học Phật, sáu căn gồm gì? Một là gì? Mắt. Hai là tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu trần là gì? Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Ở đây chúng ta thấy rằng sáu căn không dính mắt với sáu trần là giải thoát. Như vậy, dính mắt ở đây không mang cái nghĩa là phải đuôi mắt không thấy mới gọi là không dính mắt, mà có nghĩa là thấy nhưng mà không dao động gọi là không dính mắt, nghe mà không dao động gọi là không dính mắt. Chứ không phải là nói là không dính mắt có nghĩa là không thấy tất cả gọi là không dính mắt. Chúng ta học Phật chúng ta phải hiểu như thế này. Cho nên á, có những người thấy nhưng mà không bị tác động, không bị dao động, không bị nhiễm ô. Bây giờ á, có một câu chuyện thiền tôi nhớ cũng rất là hay. Có ba vị thiền giả đang đi trên con đường, hình như nhớ không lầm là một vị tên là Quế Sâm, một vị tên là Trừng Khánh và một vị tên là Bảo Phát. Ba vị này đang đi trên đường và thấy một đóa hoa mẫu đơn. Thì khi mà ba vị đang đi trên đường gặp một đóa hoa mẫu đơn đang nở như vậy, thì vị Bảo Phát mới nói trước. Bảo Phát mới nhìn thấy cái bó hoa mới nói rằng là đóa hoa mẫu đơn đẹp, nói câu vậy thôi. Thì ngài Trừng Khánh là một bạn đồng hành cùng tu đi bên mấy quở như thế này,
Vị Trường Khánh mới nói là chớ để mắt lên hoa, tức là nhắc nhở Bảo Pháp rằng là đừng có vì cảnh mà động tâm, đừng vì cảnh mà dao động, đừng có nhìn thấy đó hoa rồi phân biệt đẹp xấu, hãy trở về với tâm mình đi để đừng cho dính mắt. Thì cái vị Trường Khánh mới nói như vậy. Thì tiếp theo ngài Quế Sâm mới nói một câu kết thúc cuối cùng là đáng tiếc một đó hoa. Ba vị cùng phát biểu ba cái câu như vậy, nhưng mà chúng ta cảm nhận được thế nào về cái cách nhìn nhận cái trần cảnh của các ngài? Bảo Pháp là người nhìn nhận thấy đó hoa, nói là một đó hoa mẫu đơn đẹp. Sai ở chỗ nào? Sai chỗ nào mà ngài Trường Khánh mới nói rằng chớ để mắt lên hoa? Rồi như vậy vị Trường Khánh là khi nhắc nhở vị Bảo Pháp là huynh đệ của mình như vậy, thì cái này sai ở chỗ nào mà vị Quế Sâm lại nói một câu là đáng tiếc một đó hoa? Các vị thấy đây là điều quan trọng. Nó không có lỗi về mặt thế gian pháp, nhưng mà người ta muốn phân tích cái tâm chứng và tu hành của mỗi con người, mà người ta đánh giá về cái nhìn, cái nói, cái thấy, cái động niệm. Cái này chúng ta phải thấy, thật ra tự thân một đó hoa, nó không là dơ, không là sạch, không là đẹp, không là xấu. Đẹp xấu dơ sạch do tự nó hay là tự ta? Bây giờ đó hoa này đẹp hay xấu? Nói đại đi, nói bình thường. Tôi ở đây tôi không làm thiền sư đâu mà ngại. Đẹp không? Đẹp. Nhưng mà các vị biết đó hoa đẹp hay là tự nó biết nó đẹp? Hả? Tức là các vị biết đẹp dùm cho hoa, chứ tự thân nó là như vậy. Đức Phật mới nói là tất cả các pháp là chân như nó là như vậy. Nó là như vậy đó. Còn đẹp xấu hay không là do tâm biệt của con người. Cho nên ở đây, nếu vì cảnh mà biết đẹp thì vì cảnh cũng biết. Biết gì? Biết xấu. Có phân biệt cái đẹp thì sẽ phân biệt cái xấu. Và có đẹp có xấu thì có hai bên, có đối đãi, có được mất, có khen chê, có phân biệt. Vì vậy cho nên tâm còn được mất khen chê phân biệt, còn bị tác động bởi cảnh trần, thì như vậy người này bị cảnh mà lôi kéo, mà bị cái sắc trần làm cho nhãn căn mất thanh tịnh. Cho nên ngài Trường Khánh mới khuyên ngăn lại là chớ để mắt lên hoa. Có nghĩa là kêu Bảo Pháp hãy dừng cái tâm lại đi, đừng có để dán cái mắt lên trên đó mà phân biệt. Rồi vị này khuyên vị kia tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Tốt. Huynh đệ nhắc nhở nhau là tốt. Nhưng mà tại sao ngài Quế Sâm lại nói là đáng tiếc một đó hoa? Ở đây người ta nói như vậy không vì một đó hoa, nhưng mà qua những câu phát biểu để đánh giá tâm chứng của mỗi con người. Người này thấy người kia còn để mắt lên hoa và kêu người ta đưa về, có nghĩa là còn thấy người, thấy cảnh. Như vậy ở đây chưa được tự tại giữa tất cả các pháp nghe và nhìn, cho dù cái lời ngăn đó là của ngài Trường Khánh. Cho nên chính vì vậy cho nên Quế Sâm mới nói là đáng tiếc một đóa hoa, có nghĩa là các ngài vì tâm phân biệt nhiễm ô các cảnh trần mà làm cho mất chân như của đóa hoa rồi, tự thân của nó là như vậy. Đây là một câu chuyện gọi là chuyện thiền. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng những người tu thiền người ta giữ tâm người ta cũng giống như là một cái ống khói mà gìn giữ cái ngọn đèn. Như vậy ở một mức độ ống khói giữ ngọn đèn cũng chưa phải là tuyệt đối. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Bởi vì ngọn đèn được phát sáng là nhờ có ống khói, và khi không có ống khói thì ngọn đèn bị dao động không thể phát sáng. Như vậy về mặt tu tập ở một mức độ này cũng chưa đánh giá là cao. Nhờ ngăn cảnh trần mà tự lòng mình được thanh tịnh, thì cái này là thanh tịnh có điều kiện. Vì vậy ở trong nhà tu tập xem như đó là mức độ cơ bản thấp nhất trong vấn đề tu tập, gọi là kiềm chế các giác quan để giữ gìn chánh niệm của mình. Các vị có hiểu câu này không? Cái góc độ thứ hai mà để gọi là tuyệt vời trong tu tập, có nghĩa là làm sao ngọn đèn vẫn đứng vững và phát sáng mà không cần bất cứ một cái gì để bảo vệ nó. Đây là điều quan trọng vô cùng. Cũng giống như bây giờ dùng ánh sáng ngọn đèn thì chưa đủ minh họa cái này. Bây giờ thầy mới lỡ cái này ra,
Thầy cho đây là một ly nước, mà ly nước này là ly nước có cặn. Bây giờ nếu ly nước có cặn mà thầy để như thế này yên lặng trong một thời gian, một tuần lễ hay là hoặc 3 ngày trở nên, thì các vị thấy sao? Nhìn vào ly nước thấy nước trong không? Thấy có trong. Nhưng mà nếu thầy lấy một cái gì đó thầy để vô thầy quậy thì nước như thế nào? Vẫn đục lại. Có nghĩa là lắng trong là nhờ không ai động tới. Khi động tới nó sẽ là đục. Vì vậy cái thanh tịnh có điều kiện chưa phải là thanh tịnh tuyệt đối và chưa phải thanh tịnh giải thoát. Vì vậy nếu thật sự một ca nước này hoàn toàn không có cặn thì các vị có lấy đũa bếp các vị quậy nó lên cặn không? Đây là chỗ mà gọi là nhìn nhận của cái tâm chứng và giá trị giải thoát con người. Vậy thì ở cốt nào? Một người nhờ ngăn tất cả các cảnh trần, không có ai tác động cho nên thấy người đó dường như tu, là tại vì chưa có ai tác động đến. Nhưng mà quan trọng nhất là khi tác động đến mà người đó có tu tập hay không, đây mới là điều quan trọng. Cho nên mình nói mình từ bi, mình nói mình nhẫn nhục, mình nói mình hiền, mình nói mình bao dung, mình nói mình độ lượng, cái này ai cũng nói được. Vì chưa ai tác động đến những điều mà mình nêu ra cho nên mình cảm thấy dường như là mình trong sạch và thanh tịnh. Nhưng mà khi quan trọng là cảnh trần tác động đến những điều kiện khó nói, khó nghe, khó chấp nhận, khó tha thứ, khó bao dung, mà các vị có làm được hay không, lúc đó mới xác định là ca nước của các vị là ca nước trong hay là ca nước vì không ai động cho nên nó lắng cặn. Phải hiểu cái chỗ này. Phần đa chúng ta là ca nước như thế nào? Ca nước do không ai động cho nên lắng xuống. Có nhiều người dữ quá đâu ai dám nói tới đâu, nói tới bà chửi tôi làm sao à. Thành ra dường như không ai nói tới thì dường như là hiền thiện. Nhưng mà thật ra khi có tác động tới, người đó có giữ được hiền thiện như thế này hay không, đây mới là vấn đề quan trọng. Cho nên tu tập các vị nên nhớ rằng khi không có cảnh trần đối diện thì các vị cảm thấy dường như là mình trong sạch, mình cao thượng, mình thanh tịnh lắm. Nhưng mà khi có sự tác động rồi, các vị mới thấy rằng mình có phải là người đúng nghĩa với cái sự cao thượng thanh tịnh đó hay không. Cho nên các vị về nghe lại bài giảng thầy giảng vừa rồi ở Vĩnh Long đó, là bài giảng là vì sao tôi đau khổ. Thầy có nêu ra cái cách thức để cho các vị nhận thức được rằng chúng ta nói tu hành rất nhiều nhưng mà tại sao chúng ta vẫn khổ, là ở chỗ là chúng ta nói tu chứ không phải là chúng ta đang tu à. Nếu thật sự các vị tu hành mà cao siêu thì ly nước này có ai lấy đũa bếp hay là lấy cái muỗng mà có đánh tới cỡ nào đi chăng nữa không động, lúc đó mới là tuyệt vời. Vì vậy ở trong chốn tu hành cũng vậy. Một người ở trong chùa không ai tác động hết, không ai phá quấy hết, thì mình cảm thấy giống như mình an vui và tự tại. Nhưng mà khi bước ra bên ngoài đối diện xúc cảnh như bao nhiêu người ở trần thế, chúng ta có cam chịu được những điều giống như họ từng chịu hay không, đây mới là vấn đề quan trọng à. Cái sự tu tập là nó nhờ như vậy. Cho nên á, các vị nên nhớ là cái tuyệt vời của cái người tu hành là gọi là thõng tay vào chợ á, cái đó mới là siêu. Người thõng tay vào chợ có nghĩa là giống như tế điên vậy đó, ăn thịt chó, uống rượu, vào trà đình tủ điếm, tất cả mọi thứ mà bình thường như thế mới gọi là quan trọng. Còn chúng ta ngăn hết với tất cả, chúng ta cảm thấy mình bình thường thì đó mình cũng là thường thôi, chưa gọi là cao thủ. Vì vậy cho nên các vị thấy sự tuyệt đối của Phật học hay là sự tuyệt đối của tu tập là nó ở chỗ là mình thấy kẻ đó như một người không tu mà chính đó là một bậc cao siêu. Còn có những người quá ra dáng vẻ là tu nhưng mà chưa hẳn là thật lòng là tu, hay là chưa có thể giác ngộ được như là con đường siêu tuyệt. Cái này quan trọng lắm. Cho nên các vị thấy có những người phong cách dáng vẻ đạo mạo rất là bình thường, thậm chí thô bỉ, nhưng mà có người giải thoát tuyệt vời không hiểu tại sao. Đó là khi con người đã không còn dính mắc với mọi thứ của trần gian nữa thì người ta sẽ sống một cách rất là tự tại. Cho nên tôi có nhớ một lời phát biểu của một vị thầy, một vị thiền sư mà tôi không nhớ tên gì đó. Ngài nói như thế này:
Khi chưa tu, ta nhìn núi sông là núi sông. Sau khi tu tập một thời gian thì ta thấy núi sông không phải là núi sông. Và tu đến rốt ráo cuối cùng, ta lại nhìn thấy núi sông là núi sông. Ngày xưa nghe câu này tôi không hiểu gì hết. Tại sao là ngày xưa là núi sông, bây giờ núi sông không phải là núi sông, rồi sau này trở lại núi sông là núi sông? Nó lạ kỳ vô cùng là chỗ này. Ngày xưa đó thấy núi sông là núi sông, nhưng mà thấy bằng phàm phu. Có là có, không là không, mặn lạ chua chát, tất cả trần cảnh được mất hơn thua, tài danh lợi sắc, tất cả mọi thứ đều có. Núi sông là núi sông thở xưa, là tất cả những cái này đều có trong mắt của một người phàm phu, dính mắt cố chấp bám víu giữ gìn, cái đó gọi là núi sông là núi sông. Nhưng thấy bằng tự ngã, tự ái, phiền não, cố chấp, đam mê, dính mắc, cái này gọi là núi sông là núi sông. Sau khi tu tập một thời gian, núi sông không phải là núi sông, có nghĩa là bắt đầu tu tập thì người này bắt đầu quay lưng lại với những cái đó, cảm thấy sợ hãi với sắc thinh hương vị xuất pháp, cảm thấy sợ hãi với tài sắc danh thực thì, bởi vì cảm thấy rằng nó ràng buộc, nó làm khổ đau, nó cột trói, nó đưa chúng ta đến luân hồi, nó đưa đến chúng ta đến tử sanh, nó làm chúng ta đau khổ thế này thế khác. Vì vậy khi bắt đầu tu tập là người này quay lại với những cái đó, cảm thấy là mình quay lại để sống một đời sống trong sạch. Nhưng mà khi quay lại để sống một đời sống cao thượng trong sạch rồi, ở một điểm tâm chứng tối đa của tuệ giác, thì người này giống như viên kim cương vậy đó. Viên kim cương mà có bỏ vô hầm phân nó thấm không? Nhưng mà nếu mà cục mút mà bỏ vô hầm phân thì sao? Ở đây các vị nên nhớ cái gì? Chưa kia khi chưa tu tập, chúng ta là cục mút ở trong hầm phân, bỏ vào là dính liền. Khi chúng ta tu tập, chúng ta là một cục mút quay ra khỏi hầm phân, có nghĩa là không để mình bị nhiễm ô và dính mắc. Nhưng mà bản chất mình vẫn là gì? Vẫn là cục mút. Nếu đụng đến nước hay là đụng đến cái điều đó thì như thế nào? Vẫn bị thấm lại như thường. Nhưng mà khi tôi luyện đã trở thành một cái viên kim cương thì sao? Bây giờ có ở trên khô hay là nằm trong nước, nó vẫn là như vậy. Cho nên các vị thấy có những người tu ở góc độ cao siêu tự nhiên trở thành quái dị, mà thường thường ở trong các thiền ngữ ta hay gọi là một dị nhân. Tức là cái người này lạ, người ta không nói xấu hay là tốt mà người ta nói lạ. Dị nhân có nghĩa là một người này lạ kỳ lắm, quái gở, kỳ kỳ, lạ lạ, người ta không đánh giá được là như thế. Cho nên tổ Huệ Khả ngày xưa là đệ nhị tổ. Các vị biết rằng khi mà sau khi đắc pháp với tổ Bồ Đề Đạt Ma giác ngộ rồi, lúc đó là ngài đã bị cắt một cánh tay để cầu đạo, các vị có nhớ không? Do đó tổ Huệ Khả là người chỉ có một cánh tay thôi. Cho nên mà khi sau đó rồi, ngài Huệ Khả mới đi vào trong các quán nhậu, trong các nơi tủ điếm, trong các nơi lầu xanh, đi khắp nơi như vậy, thì có người mới nói với tổ Huệ Khả thế này: ngài là người tu hành mà tại sao bước chân đến những cái nơi như vậy, những nơi trần tục, những nơi nhiễm ô, những nơi mà không thanh tịnh như thế? Thì tổ Huệ Khả trả lời một câu: ta thử tâm ta có dính dáng gì đến ngươi. Nói một cái câu như thế. Cho nên ở đây, khi mà các vị biết rằng trong cái quá trình tu học của mọi người, cái quá trình tu học khi mà nó đạt được một cái chỗ mà tuệ giác rồi đó, các vị không thể diễn tả được bằng ngôn từ. Cho nên á, có một cái lời thơ tôi nhớ là như vậy: đến bờ kia người nguyên thâm vô lượng, không lời nào đủ diễn tả vị này. Khi các hành đã đoạn tiệt từ đây, mọi đường lối ngôn từ đều chấm dứt. Đây là cái câu để tán dương cho một cái con người đã vượt ra khỏi các sự ràng buộc. Vì vậy cũng là một cái câu kinh trong kinh Trung Bộ. Có một vị chư thiên hỏi Đức Phật: thế nào ngài vượt thoát khỏi bọc lưu? Đức Phật mới trả lời với vị chư thiên như thế này: không bước tới, không đứng lại, ta vượt khỏi bọc lưu. Bởi vì bước tới là lao theo trần cảnh, mà đứng lại thì sẽ chìm đắm trong đó.
ta không bước tới, ta không đứng lại, ta sẽ vượt khỏi vọng tưởng. Vì vậy ở góc độ tu hành của chúng ta, nhận thức được Phật giáo làm cho cái tâm thanh tịnh là có điều kiện, chỉ là bước đầu trên cơ bản của con người tu tập. Chúng ta mới cảm thấy rằng giữa ta và một người tu hành và một bậc thánh, cái khoảng cách xa một trời một vực. Chúng ta không thể lường được tất cả những cái quá trình tu tập và cái khả năng của các ngài nó tuyệt vời đến một mức nào. Dĩ nhiên ở đây chúng ta có thể lý thuyết về vấn đề đó nhiều hơn là cái khả năng chúng ta thực chứng. Nhưng mà tôi muốn nói cho các vị, càng bước sâu vào trong Phật Pháp, nó là một cái rừng mênh mông như vậy. Chúng ta mới tìm hiểu Phật Pháp, chúng ta thấy dường như mình hiểu, nhưng mà học nhiều một chút, chúng ta dường như không biết lối để chúng ta nhận thức, không có đủ khả năng để tổng hợp. Ủa sao cái này vậy, cái này cái vậy, cái hồi mới vô thì mới biết tam quy ngũ giới à, nghiệp báo luân hồi, nhân quả à, sao mình thấy dễ quá. Đi ngồi làm hồi tới đủ thứ hết, không biết cái gì là Phật Pháp hết. Nghe thế này, nghe thế kia, nghe thế nọ. Cái đó là do chúng ta bắt đầu không có khả năng để tổng hợp về Phật giáo rồi đó. Cho nên ở góc độ mới bước vào là những tiềm thang cơ bản. Giống như giáo lý chúng ta học là như vậy. Những cái bài giảng tôi giảng cho các vị từ góc độ thấp đến góc độ cao, từ vấn đề xã hội cho đến chuyên đề về Phật học, nó đều khác nhau tùy trình độ của mỗi con người, hay là hoặc tùy nội dung của mỗi bài kinh mà tôi chia sẻ với các vị. Như vậy cũng không có nghĩa là đối với Phật giáo là đủ. Cái đó chỉ là hạt gạo, hạt cát trong sa mạc của biển tuệ Phật Pháp mà thôi. Học cả đời cũng không thể học hết được Phật Pháp. Giá trị của Phật học không nằm ở trên chúng ta bằng kiến thức, mà giá trị ở chỗ là các vị có đạt được sự giải thoát, tức là tâm chứng hay không. Đây mới điều quan trọng. Khi chứng đắc rồi thì kinh điển trở nên của bỏ. Còn chúng ta chưa có khả năng chứng đắc, đi bằng con đường học vấn rất mệt mỏi, nhưng mà học rất nhiều nhưng mà cũng không thể hết nổi đâu. Cả đời ăn ở không không mà đọc tam tạng kinh điển. Các vị từ lúc 10 tuổi mà các vị đọc tới 70 tuổi mà các vị hết ba tạng kinh điển, tôi thua các vị. Ăn ở không không để làm điều đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy, trở lại vấn đề, người tâm không an định, không hiểu biết chánh pháp, lòng tin không kiên cố thì trí tuệ khó thành. Đúng rồi, đó là đương nhiên không. Khi mà chúng ta học Phật Pháp, chúng ta cũng thấy vậy nè. Trước kia chúng ta là một người thế gian, chúng ta cũng có trí tuệ, chúng ta cũng có học thức, chúng ta cũng có trình độ, chúng ta cũng có địa vị, thậm chí chúng ta cũng là người khôn dạy trong cuộc đời. Nhưng mà dĩ nhiên cái hành xử của chúng ta là hành xử theo thế gian. Khi chúng ta học Phật Pháp, chúng ta mới thấy rằng mình có nhiều điều xấu, dở, tệ và sai lầm. Có phải vậy không? Khi các vị học Phật Pháp, các vị mới nhận ra được rằng cái đó mình cho mình là đúng, cái đó mình cho mình là phải. Hoặc là thông thường khi đụng việc, mình nói một câu là cái gì thì cái, phải thì thôi chứ. Nhưng mà sự thật với các vị, cái phải trái của các vị nó là cái hết sức của thế gian. Khi học Phật Pháp, chúng ta mới biết được rằng những cái xấu dở tệ này nó là bản chất của cuộc đời, của người đời. Các vị về nghe lại cái đĩa giảng thầy giảng, đó là tìm hiểu về vô minh và trí tuệ ha. Các vị sẽ hiểu rằng khi chúng ta, tại sao ngày xưa chúng ta làm nhiều lỗi lầm mà chúng ta không có biết, và bây giờ chúng ta mới bắt đầu quay đầu và chúng ta cảm thấy sợ hãi với những gì quá khứ của chính mình. Cũng giống như vậy, khi các vị chưa là bác sĩ, các vị chưa học y khoa, thì các vị không bao giờ các vị sợ vi trùng. Đây là điều tất nhiên. Khi các vị là bác sĩ, các vị mới sợ vi trùng. Cũng vậy, bao giờ các vị quay đầu, các vị giác ngộ, các vị học tu, thì các vị mới cảm thấy rằng quá sợ hãi với quá khứ của mình, bừa bãi, sai lầm, kiêu căng, chấp ngã tất cả mọi thứ, lúc đó mới biết đó là sai. Tôi nói thật với các vị, nếu chưa bao giờ chúng ta là người học Phật Pháp, chưa bao giờ có sự tu luyện, nếu chẳng may chúng ta đậu hoa hậu, chúng ta thi đại học mà chúng ta đậu thủ khoa, chúng ta ra trường, chúng ta làm một kỹ sư giỏi, được danh tiếng, tất cả những cái này con người chúng ta đổi thay liền. Hoặc chúng ta tự nhiên như vậy, chúng ta có một số tiền lớn, con người chúng ta cảm thấy không còn bình thường như trước kia nữa. Lúc nào cũng kiêu căng, ngạo mạn, tự đắc, tự hào và khinh thị, mục hạ vô nhân, đều có ẩn tàng trong mỗi con người chúng ta cả.
Khi chúng ta nghèo, chúng ta cảm thấy người đó phách lối, chúng ta thấy ghét. Nhưng mà nếu chúng ta có tiền giống như họ, chúng ta cũng không khác họ đâu. Bởi vì con người chúng ta không có tu tập nó là như vậy. Chúng ta quyết lòng tìm được một cái để chúng ta đứng, để có vị trí, để có thế lực, để có bám víu, để chúng ta đứng trên mọi người, để chúng ta trả lại tất cả những ai đã từng khinh thị, xem thường và đánh giá thấp chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy ở đây đó thuộc về gọi là bản chất phiền não của thế gian. Và vì vậy người ta mới cảm thấy rằng danh thơm, tiếng tốt, địa vị, sắc đẹp, tài hoa là những cái mục đích để người ta chỉ trích và bươi móc. Tại vì không ai muốn người khác hơn mình. Cho nên á, ở trong xã hội, đứng đỉnh cao của một cái địa vị gì đó là nỗi đau khổ chưa từng có. Vừa rồi á, đại sứ mà gọi là đại sứ du lịch Việt Nam là ai? Hả? Lý Nhã Kỳ. Xưa nay Lý Nhã Kỳ vẫn là Lý Nhã Kỳ. Nhưng mà khi được chọn để gọi là đại sứ du lịch Việt Nam thì nó trở nên là Lý Nhã Kỳ không còn là Lý Nhã Kỳ nữa. Tại sao lúc trước không đem mấy cái chuyện của Lý Nhã Kỳ ra chửi bới và bươi móc? Bây giờ người ta được một cái gì đó để đưa lên một cái danh vị, cái biết bao nhiêu lời ông tiếng gia bắt đầu chỉ trích mỉa mai và bươi móc người ta. Tất cả những cái đó tôi nêu ra cho các vị thấy một chuyện rất đơn giản như thế thôi. Nào là lấy Lý Nhã Kỳ là tên của không có giống người Việt Nam mà làm sao đại diện Việt Nam, rồi nào là bươi móc tất cả những hình ảnh, phim ảnh, thậm chí cái bằng cấp của người ta là bằng cấp gọi là thạc sĩ kinh tế mà nói là bằng cấp học nuôi chó. Các vị thấy là như vậy, đủ thứ điều như thế. Cho nên tôi nói thật với các vị, tôi có nói một bài thơ từng nói hoài là cái chỗ này: sắc đẹp, tình yêu, tiền tài, danh vọng dệt nên thiên thu hồn mộng tuyệt vời, nhưng nó cũng làm cho người đau đớn tả tơi, chua xót đắng cay, đọa đài khổ lị là chỗ này. Xin thưa các vị, đừng ham. Nếu có một cuộc sống bình an, ngày nào cũng có chén cơm ăn, ngày nào cũng có áo mặc, tâm hồn lúc nào cũng thảnh thơi, và chúng ta có một công việc là ổn định, quá tuyệt vời và quá hạnh phúc rồi. Đừng đòi hỏi bất cứ một đỉnh cao danh vọng phù phiếm xa hoa nào cả. Đó là những cái bàn trông, những cái cảm bẫy, những điều rơi nước mắt và đau khổ đó. Cho nên người ta nói là một con người trên cuộc đời này để gọi là có hạnh phúc trong cuộc đời tương đối này thì người này cần phải đủ 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là người này phải có một việc làm ổn định. Yếu tố thứ hai là người này phải có một người để yêu. Yếu tố thứ ba đó là người này có một nơi để nương tựa tinh thần. Ba yếu tố này đó là cái cơ sở để gọi là một người có được hạnh phúc. Muốn hiểu sâu về cái điều này, hãy đọc cái quyển gọi là Hoa Nở Vườn Tâm. Chúng ta sẽ tìm rõ được tại sao cơ sở này để người ta chọn gọi là hạnh phúc. Trở lại vấn đề, cho nên thầy muốn nói cái chỗ là không hiểu biết chánh pháp, chúng ta sẽ sống đảo điên và đau khổ. Vì vậy cho nên con người chúng ta đừng bị chó ngợp bởi tất cả những phù phiếm xa hoa. Hào quang của bất cứ một ai cũng rất vô thường. Các vị nên nhớ là như vậy. Danh thơm tiếng tốt vô thường, sắc đẹp vô thường. Sắc đẹp vô thường không? Quá vô thường luôn. Các vị có cảm thấy là cái cô 26 tuổi bị lão quá không? À, vô thường không? Năm 21 tuổi đẹp như một hoa khôi của vùng Bến Tre như thế. Bây giờ 26 tuổi trở thành bà già 80 không bằng. Sắc đẹp quá vô thường và phù hoa. Cô này có nghĩ rằng mình 26 tuổi độ xương sắc như thế mà mình có thể trở thành một bà lão như thế không? Không bao giờ ai hiểu được như vậy. Vì vậy sắc đẹp vô thường, danh thơm tiếng tốt địa vị vô thường, mọi thứ quyền lực vô thường, tài sản vô thường, và mạng sống chết của con người cũng vô thường. Quá giỏi. Thành ra chính cái này thầy muốn nói cho các vị, khi nhận thức được Phật Pháp để rồi chúng ta sống một cách mạnh mẽ, tuyệt vời và đúng đắn hơn. Vì vậy cho nên lòng tin không kiên cố thì trí tuệ khó thành. Không nhận thức theo Phật Pháp làm sao phát sanh trí tuệ được. Chúng ta phát sanh cái khôn dạy của cuộc đời thì có,
những người từng bị đắng cay, những người từng bị chà đạp, những người từng bị thất bại, họ sẽ có một cái kinh nghiệm sống trong cuộc đời, là kinh nghiệm chứ chưa hẳn là trí tuệ. Cái trí tuệ này nó không rơi vào cái kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm nó mang cho chúng ta một cái hiểu biết trí thức, mà cái trí thức này, trí thức không phải do học đường, mà trí thức từ những sự thất bại mà nên. Một cái hiểu biết bằng sự thất bại, đó là sự kinh nghiệm. Vì vậy ở đây khi học Phật Pháp phải để ý những điều này, để chúng ta cảm thấy rằng tìm cách để điều phục mình, chuyển hóa mình, mọi việc được tốt đẹp hơn. Câu tiếp theo: người tâm đã thanh tịnh, không còn các hoạt loạn, vượt trên thiện ác, là người giác ngộ chẳng sợ hãi. Cái câu này các vị khó hiểu lắm. Tại sao vậy? Ở đây cái câu mà vượt trên thiện ác là điều chúng ta khó tiếp nhận được lắm. Phần lớn trong cuộc đời chúng ta, một là thiện, hai là ác, hoặc là thiện hoặc là ác, chứ không có cái gì gọi là vượt trên thiện ác. Cái này thông thường chúng ta là như vậy. Cho nên hồi nãy cái câu mà tôi nói với các vị, Đức Phật nói là không bước tới, không dừng lại, ta vượt khỏi bọc lưu. Đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái câu này, thường thường một việc làm tốt, bây giờ thầy nói với các vị nè, ăn chay là thiện ác. Rồi bây giờ nếu mà nói như vậy, người ăn mặn là thiện ác. Hả? Ủa, hỏi ăn chay thiện ác, cái nói thiện, tới ăn mặn thiện ác. Hả? Đâu dám nói bởi vì mình đang ăn mặn mà. Xin thưa với các vị, cái này không phải là thiện ác theo góc độ thế gian, mà tôi muốn nói là ăn chay căn bản nào đó chúng ta cũng tránh được cái vấn đề dai trả nợ máu, trưởng dưỡng được lòng từ, tức là bảo vệ sự sống của chúng sinh, dầu sao nó vẫn là tốt. Ăn mặn là chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta ăn theo thói quen, dĩ nhiên cái miếng ăn của chúng ta nó có cái sự nhẫn tâm. Để gọi là ác thì trong cái việc ăn mặn nó cũng có cái ác trong đó, tức là cái bất thiện ở trong đó. Nói cái ác nghe nặng quá, nói bất thiện dễ chịu hơn. Mặc dầu nó vẫn giống y như vậy. Xin thưa các vị, nhưng mà ở đây khi mà các vị thường thường, các vị ăn cơm, các vị cảm thấy là các vị mới ăn chay một năm hoặc nửa năm, thì các vị bước vào bàn ăn chúng ta có cảm giác gì? Hả? Cảm giác gì? Cảm giác là mình sao? Mình ăn chay. Hiểu ý này không? Đi vô đám cưới mình thấy mình sao? Mình ăn chay, có phải không? Đi đến nhà người ta mời ăn cơm, trong đầu mình phải có sự chọn lựa, mình ăn chay. Có phải, có hiểu cái ý thầy nói đây không? Cho nên ở trong chùa thường thường á, tôi nói thật với các vị, một cái câu nói vô cùng mà nó không hay và nó mâu thuẫn. Hôm nay là có ngày lễ hoặc là ngày rằm, tất cả các Phật tử về đây tham dự đông đủ, tôi xin thay lời ban tổ chức kính mời tất cả Phật tử ở lại dùng với chùa một bữa cơm chay. Nói cách nó không đúng. Cái câu này nói một câu là gọi là gãy ông đập lưng ông, giật lưng cho người ta xem thẹo. Nếu hiểu đúng nghĩa nó là như vậy, có nghĩa là hôm nay ngày rằm Phật tử về đông đủ cho nên chùa mời ăn chay, còn khi không có Phật tử thì chùa ăn mặn. À, cái câu đó nó nói vậy đó, tức là chúng ta tự cho mọi người biết là cái đó là nó như vậy. Ví dụ bây giờ các vị mà lâu lâu đến nhà bạn chơi mà bạn muốn đãi chay thì bạn nói sao? Thôi hôm nay mời các vị ở lại dùng với tôi bữa cơm chay, tại vì thông thường gia đình thì không có ăn chay, họ ăn mặn, cho nên cái việc này nó bất thường, cho nên phải mời ăn chay. Nhưng mà đến chùa mà mời ăn chay là cái chuyện đó nó không có hay thế nào. Các vị có nhớ cái tuồng hát mà bên cầu dịch lụa không? Các vị có nhớ cái ông quan mà mời công chúa Bích Vân ở lại dùng cơm không? Sau khi giải quyết xong các việc rồi, quan huyện mới: hôm nay tôi xin mời công chúa ở lại với gia đình tôi dùng một bữa
cơm chay. Cái công chúa Bích Chân nói sao? Nhà ngươi mà cũng ăn chay nữa à? Có phải vậy không? Thì ổng mới nói sao? Đúng rồi đó. Ổng nói thần nấu ai ăn ăn, thần ăn mặn. Có phải vậy không? Xin thưa các vị, cho nên ở đây tại sao thầy phải dẫn nhập các cái đó cho các vị hiểu? Khi các vị mới ăn chay 5-3 năm đầu, lúc nào các vị bước lên bàn ăn là các vị cảm thấy ăn chay. Bước vô đám cưới các vị cảm thấy mình là ăn chay. Ai mời ăn mặn mình cảm thấy khó chịu vì mình là ăn chay. Ai mình đi ra gặp bán đồ mặn mình cảm thấy khó chịu, không thích những người bán đồ mặn. Hay là mình đi chơi với người ta, lúc nào mình cũng đem chuyện ăn chay ra để làm đầu. Người ta chuẩn bị mời mình cái gì đó, mình cũng cho mình là ăn chay. Cầm cái chén lên cũng cảm thấy mình ăn chay, cần phải kiểm tra. Cầm cái chảo lên chuẩn bị chiên cái gì đó cũng hửi coi nó có cái gì không, vì mình ăn chay. Có phải vậy không? Chính cái chỗ này là cái chỗ đôi bờ thiện ác vẫn còn. Nếu hôm nay cảm thấy biết mình ăn chay, có một ngày mình sẽ ăn mặn, với biết lý do gì đó. Cho nên khi các vị đã trở thành, nếu là một người ăn chay gọi là siêu, thì không bao giờ có cảm giác là mình là người ăn chay cả. Xin thưa thật với các vị như vậy. 10 năm qua chưa bao giờ tôi lên bàn ăn tôi nói tôi chuẩn bị ăn chay. Không có cái chuyện đó bao giờ. Bây giờ tới giờ ăn là cứ ăn. Tôi cũng không cần thiết mọi người, thầy mời thầy ăn tô hủ tiếu chay, thầy mời thầy ăn cái dĩa cơm chay gì đó, không cần thiết đối với tôi như vậy. Nhưng mà tôi biết chắc chắn không ai dám bưng dĩa thịt bò mời tôi bao giờ. Tôi không bao giờ cần dè dặt với những cái chuyện như vậy. Thật ra mà nói không cần thiết phải dè dặt những chuyện đó, và cũng không cần bận tâm đến những việc gọi là chay hay là mặn. Bởi vì khi một người ăn chay đã ở một góc độ gọi là thuần thục á, thì không còn nghĩa làm nhận ra mình ăn chay. Cho nên các vị, ví dụ các vị nào ăn chay trường thì đỡ, nhưng mà các vị nào mà nguyện giái ăn chay 10 ngày hay là nửa tháng, các vị thấy là hôm nay một ngày chay ngủ quan đêm gác, hôm nay được 2 ngày chay ngủ quan đêm gác cái nữa được 3 ngày chay, có phải vậy không? Người ta ăn cả đời người ta đâu có tính. Còn mình ăn mà ăn kiểu mà ăn mướn, ăn tháng hay là ăn mà dai đó, là cứ trong một ngày là giỏi một ngày rồi, gan một ngày nữa còn sao đó. Tức là các vị phải cố gắng trong từng ngày, từng ngày, từng ngày như vậy đó. Nhưng mà một người ăn chay trường có cố gắng như vậy không? Ai mà ăn chay trường như vậy á, làm sao mà ăn được? Người nào mà ăn chay trường hôm nay thức dậy, ơi mình ăn được ngày rồi. Trời đất ơi, ăn chay trường mà ăn mới được ngày là cảm thấy được ngày rồi, sao mà bò nổi tới mục đích được? Bao giờ quên cả chay và mặn mới bò tới mục đích. Còn khái niệm chay và mặn trong đầu hoài là các vị không bao giờ tự tin và đi trọn vẹn được. Cái đó gọi là vượt trên bờ thiện ác là chỗ này. Cho nên chính cái chỗ đó, các vị biết nè, những cái điều này đôi khi các vị thông thường ở trong cuộc đời chưa học Phật Pháp, các vị không nhận được đâu à. Cho nên chính cái chỗ này mà giai thoại thiền là các vị nên nhớ là khi Tổ Huệ Năng là lục tổ được Tổ Hoằng Nhẫn truyền trao y pháp trong đêm à, thì khi mà trong đêm đó đó, là tại vì buổi chiều á, nói chung là cái câu chuyện này rất dài mà tôi cắt một chút cho các vị thấy thôi. Vì Tổ Huệ Năng là người mang di mọi rợ, mang thân tướng hèn hạ của người phương Nam, nhưng mà tuệ căn rất là lanh lợi, và người kế thừa y bát của Tổ vì sợ chúng phân bì hoặc là có ác ý hãm hại Huệ Năng, cho nên Tổ Hoằng Nhẫn tìm cách che giấu thân phận tuyệt vời của Huệ Năng lại. Vì vậy khi mà truyền pháp cho ngài Huệ Năng cũng truyền trong đêm, là trong đêm đó 3 giờ khuya u tối không có ai hết, và Tổ Hoằng Nhẫn mới lấy y mình che hết ở trong phòng kín lại để người ngoài nhìn vào không thấy. Và lúc đó bắt đầu Tổ Hoằng Nhẫn mới truyền y bát cho Huệ Năng. Sau khi truyền xong rồi, Tổ biết rằng nếu ngày mai mà sáng thức dậy đại chúng biết rằng Tổ truyền y bát cho một người thậm chí hình thức chưa là người xuất gia và một người mang di mọi rợ, thì mọi người sẽ không phục và hãm hại chết Huệ Năng. Vì vậy Tổ Hoằng Nhẫn trong đêm đó sau khi truyền y bát rồi mới tự thân đưa Huệ Năng đi ra qua bên bến đò. Và Tổ Hoằng Nhẫn mới nói rằng ngươi hãy nghe lời ta,
hãy đi và ẩn dật, mười mấy năm sau hãy đi hoằng pháp. Sau khi ngươi đi rồi, ba năm sau ta sẽ thị tịch. Tổ nói trước như vậy. Và khi xuống đò, chính là tổ Hoằng Nhẫn chống thuyền đưa cho Huệ Năng sang sông. Huệ Năng mới nói: thưa thầy, đúng lẽ đạo con là đệ tử, con phải chống đò qua. Thì lúc đó tổ Hoằng Nhẫn mới nói câu: khi mê thì thầy độ, ngộ rồi con tự độ lấy con. Có nghĩa rằng ta đưa cho ngươi sang sông đến bờ giác, hay là đến bờ bên kia rồi, lúc đó khi đến bờ bên kia ngươi hãy tự độ lấy mình đi. Bây giờ ta đưa cho ngươi qua sông để cho ngươi được an toàn. Mặc dầu xin thưa các vị, tổ Hoằng Nhẫn biết là như vậy, nhưng mà sau khi sáng rồi và mọi người mới lên hỏi với tổ Hoằng Nhẫn là y bác như thế nào, thì tổ Hoằng Nhẫn mới nói y bác đã đi về phương Nam rồi. Thì lúc đó Huệ Minh là một người trước khi đi tu là một võ tướng, cho nên không phục Huệ Năng mà chỉ phục ngài Thần Tú mà thôi. Vì vậy đúng nghĩa y bác này phải là ngài Thần Tú chứ không thể là ngài Huệ Năng, cho nên mới kéo hết ở trong chùa, bắt đầu chuẩn bị gươm giáo đi rượt đuổi cái y bác đó. Thì Huệ Năng là thân ốm yếu như vậy, đi đâu có kịp với một vị tướng quân từng ngày xưa như thế. Cho nên là khi từ đằng xa là thấy đội quân hùng hậu kéo tới, và biết chắc chắn rằng cái chuyện này là chuyện chẳng lành, cho nên Huệ Năng mới lấy cái bát để lên một mỏm đá bên quen đường, và Huệ Năng mới chui vô rừng núp ở trong một cái hốc cây nọ. Thì ngài Huệ Minh đuổi theo tới mỏm đá đó, thấy y bát của tổ Hoằng Nhẫn, biết chắc chắn là y bát của thầy mình, cho nên mới nhào lại ôm để đem về trở lại. Nhưng mà nhào lại ôm không nổi, y bát đệ đó mà tổ Huệ Minh ôm lên, một tướng quân ôm lên ôm nổi. Và lúc đó mới giật mình sững hồn trở lại. Tổ Huệ Minh mới nói: này hành giả, hành giả, ta đến đây vì pháp chứ không phải vì y bát. Tức là biết Huệ Năng không phải là tay bình thường, một con người siêu việt mà thể hiện qua hình ảnh thân phận nghèo nàn và dốt nát, một chữ cũng không biết như Huệ Năng. Vì vậy khi mà Huệ Minh nói lớn lên là: này hành giả, hành giả, ta đến đây vì pháp chứ không phải vì y bát, thì lúc đó tổ Huệ Năng mới từ trong gốc cây mới bò ra, mới đứng ra, mới gặp ngài Huệ Minh. Tổ Huệ Năng mới nói rằng: không phải thiện, không phải ác, đó chính là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh đó. Huệ Năng lúc đó chỉ nói một câu như vậy thôi: không phải thiện, không phải ác, đó là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh. Ngay câu đó ngài Huệ Minh gọi là giác ngộ, và mới sụp lại tổ Huệ Năng ba lại và xin đổi lại cái tên, là vì lấy chữ Huệ là cùng với Huệ Năng là cùng thầy. Nhưng mà nhờ giác ngộ với Huệ Năng cho nên tôn Huệ Năng làm thầy, cho nên Thượng Tọa Huệ Minh mới xin đổi tên của mình là: con xin được lấy tên con là Đạo Minh. Và từ đó về sau không còn tên Huệ Minh nữa. Thì lúc đó Huệ Minh ngài mới quay trở lại trận cái đoàn mà đang đuổi theo đó, nói là hôm nay mình đi cái hướng này đã lạc đường rồi, để đánh lạc hướng mọi người quay trở về để tổ Huệ Năng được yên toàn. Ở đây thầy muốn nói ngay cái chỗ là tại sao tổ Huệ Năng mới nói là câu không phải thiện, không phải ác, đó là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh. Không phải thiện, không phải ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Cái câu đó là các vị thấy ghê gớm, nó giống như câu này vượt trên thiện ác, có nghĩa là không còn một cái niệm thiện ác đối đãi như thế. Thì cái đó mới tuyệt vời và mới cao siêu. Còn thấy phàm phu, còn thấy thánh nhân, còn thấy dơ, còn thấy sạch, là còn thấy đôi bờ. Mà còn thấy đôi bờ là còn thấy trong đối đãi, còn thấy trong đối đãi là còn thiện ác, mà còn thiện ác là còn nhân quả, còn nhân quả thì còn sanh tử luân hồi. Đó là một chuỗi quy luật của nó là như thế. Cho nên á, tôi nhớ ngày xưa đó, Thượng Tọa Quảng Hạnh ngài có làm bài thơ gì: ta vẫn thấy màu xanh tươi của lá, chỉ úa vàng trong một thoáng sương mơ, và chân thể hồn nhiên trong vĩnh cửu, chiều hôm nay gió lộng thoảng đôi bờ. Cái câu kết vô cùng tuyệt vời. Không hiểu được chuyện đối đãi thiện ác này thì không thể có một câu kết như vậy. Các vị về đọc lại cái quyển Mặt Hồ Tĩnh Lặng, cái câu này sẽ có một cái bốn câu ở phía sau, đó là bài thơ của Thượng Tọa Quảng Hạnh. Khi ngài sơ đọc tới bài thơ này rất là tuyệt vời, nó làm cho chúng ta cảm thấy rằng cái tuệ giác của Phật pháp là một cái gì vô biên, cả đời học cũng tìm hiểu không hết đâu.
Thôi hôm nay nói với các vị một vài ý trong cái kinh Pháp Cú như vậy thôi, lần sau học tiếp. A Di Đà Phật. Bây giờ sám hối.